Và như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu bản tin cà phê ngày mới với những cập nhật mới nhất của chúng tôi liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, một thông tin vô cùng tích cực đó là tính đến 6 giờ sáng hôm nay, ngày 21 tháng 4 thì Việt Nam chúng ta tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây tiếp tục là những tín hiệu tích cực đối với nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh này tại Việt Nam. Sau đây là những cập nhật mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh trong cà phê ngày mới hôm nay. Như vậy trong suốt hơn 5 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca mắc cả nước vẫn là 268, riêng trong ngày 20 tháng 4 có 12 bệnh nhân tiếp tục được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến nay chỉ còn 54 đang điều trị số ca đã khỏi bệnh là 214 trong tổng số ca mắc của cả nước là 268. Cụ thể có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là gần 63.000 theo đánh giá, đến giờ phút này, tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng đều được hồi chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia trên cả nước và là những chuyên gia đầu ngành nên đã được điều trị thành công. Trên phạm vi thế giới, thì tổng ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại là 2.476.066 ca. Như vậy, hiện có 1.660.736 ca đang nhiễm, số ca khỏi bệnh là 645.214 và số ca tử vong là 170.116. Tiếp tục là những thông tin tích cực về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam trong buổi sáng ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên thì hiện tại người dân trên cả nước chúng ta không nên chủ quan, cần tích cực tuân thủ quy định giãn cách xã hội để có thể đảm bảo dịch được kiểm soát ở mức tốt nhất, tránh lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là ở các địa phương thuộc nhóm 1, nhóm có nguy cơ cao như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.